xin chào quý vị và các bạn dù bảo ngọc và duy nam đều biết họ chính là con của kẻ thù tình yêu của họ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nhưng lý trí nghĩ một đằng thì con tim là một nẻo cả hai đều không thể quên được hình bóng của đối phương sau nhiều lần đấu tranh sau nhiều biến cố cả hai hiểu rằng oan oan tương báo tới bao giờ mới hết cả hai đều là nạn nhân tình yêu của họ chính là phép màu để chấm dứt mọi ân oán hận thù chấm dứt chuỗi bi kịch gác lại quá khứ hướng về tương lai một cái kết phiên mãn dành cho cặp trai tài gái sắc họ nắm tay nhau nên vợ thành chồng cùng rời xa trốn thị phi tang thương trở về vùng quê thanh bình sống vô tư tự tại và rồi cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh dễ thương là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho cả hai hành trình đến với bến bờ hạnh phúc của duy nam và bảo ngọc gian nan như thế nào cả hai sẽ làm gì để bảo vệ hạnh phúc. Và những kẻ độc ác bất chấp thủ đoạn như Ái Phương, Kim Long sẽ nhận bản án nào cho tội ác của họ là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Nhìn Bảo Ngọc và Duy Nam khao khát được gặp nhau, khao khát được sống với trái tim, khao khát được xà vào vòng tay của người mình yêu mà không khỏi xót xa. Đúng là chẳng có đau khổ nào bằng phải buông tay người mình yêu và oan nghiệt hơn nữa khi cả hai còn là kẻ thù. Khán giả tò mò, hồi hộp, không biết tình yêu ấy sẽ đi về đâu. Trận chiến ngang tài ngang sức, kim long ái phương diễn biến ra sao? Các chiến sĩ công an có lật lại vụ án với nhiều thông tin quan trọng, cùng sự trở về của những nhân chứng bằng chứng. Ân oán trong quá khứ có được hóa giải, và rồi đoàn phim như hiểu được tâm tư, tình cảm của khán giả, khi bất ngờ tiết lộ những cảnh quay cuối cùng của bộ phim. Một khung cảnh yên bình, lãng mạn, Bảo Ngọc và Duy Nam tay trong tay bên cạnh cậu bé dễ thương, đang bập bệ gọi ba mẹ. Thế nhưng nhiều khán giả cho rằng đó chỉ là sản phẩm Photoshop của các anh hùng bàn phím. Vì quá thương xót cho mối tình của Duy Nam, Bảo Ngọc nên cắt ghép, chỉnh sửa. Chứ hiện tại tình yêu của họ không chỉ gặp cấm cản của ông trùm Kim Long, mà giờ bà Nhung, mẹ của Duy Nam biết rõ thân phận của Bảo Ngọc. Bà có hiền lành, vị tha tới đâu cũng không thể chấp nhận cô là con dâu trong nhà. Có điều, chúng tôi tìm hiểu thu thập manh mối, cộng với trên trang cá nhân của diễn viên Thanh Duy, người đảm nhận vai chàng họa sĩ nghèo đã bật mí. Đây chính là cái kết viên mãn của bộ phim. Bảo Ngọc và Duy Nam sẽ thành một cặp. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu hành trình đó của cặp đôi uyên ương. Bảo Ngọc và Duy Nam dù rất yêu nhau, nhưng họ biết nếu kéo dài càng khiến cho cả hai tổn thương họ ngậm ngùi đường ai nấy đi khổ nỗi cả hai đều không thể quên được đối phương nếu duy nam muốn mượn mỹ hạnh là người lấp chỗ trống cũng như xem cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này là mồi câu để tiếp cận bà phương ông hòa không thể phủ nhận mỹ hạnh một lòng một dạ với anh cô còn chống đối với bà phương chạy theo tiếng gọi trái tim mỹ hạnh rất tốt nhưng cô không thể thay thế được bảo ngọc anh còn năm lần bảy lượt đứng giữa ranh giới sinh tử chỉ vì muốn bảo vệ người anh yêu còn bảo ngọc cô nhận ra cô không thể quên được anh cô ước cô chỉ là một đứa trẻ bình thường sinh ra trong gia đình bình thường để cô được yêu được ghét được làm những điều cô muốn cô còn tìm tới cầu xin kim long cho cô và anh được cao chạy xa bay cùng nhau tiếc rằng kim long vốn là kẻ độc tài ông không cho phép ai làm hỏng kế hoạch của mình dù cho đó là cháu gái của ông ông ra tối hậu thư buộc bảo ngọc phải ngoan ngoãn về với vị trí của mình ông còn cao tay đẩy việc chia loan rẽ thúy trở về tay của bà nhung khi cố tình tiết lộ bảo ngọc là con gái của phi long và đương nhiên bà nhung gây sức ép buộc duy nam phải quên đi mối tình đầu duy nam vốn là chàng trai hiếu thảo thương mẹ anh cũng biết anh và bảo ngọc mãi là hai đường thẳng xưng xong anh tự nhủ sẽ quên đi hình móng của cô thế nhưng trận chiến ngày càng khốc liệt không chỉ có duy nam bảo ngọc muốn vén bức màn sự thật đòi lại công bằng cho ba mà bà phương luôn bất chấp thủ đoạn bất chấp luân thường đạo lý để chôn vùi sự thật dưới nấm mổ sâu cũng như che giấu thân phận của đình hòa còn kim long quyết một trận sống mái với bà trừ khử tình địch buộc bà phải bước về phía ông chính sự manh động liều lĩnh của hai con cáo già khiến cho họ sớm lộ nhiều sơ hở và rồi đây là cơ hội thích hợp để công an vào cuộc điều tra lật lại vụ án giờ thì mọi việc sáng tỏ hoàng hải ba của duy nam không phải là người giết chết phi long mà chính là bà phương chính bà đục nước béo cò nhân lúc ngọn lửa hung ác bao vây bà giết chết phi long rồi gian cảnh lái câu chuyện theo hướng có lợi cho mình để ai cũng nghĩ đó là một vụ giết người diệt khẩu cái xác chết cháy của hoàng hải còn phi long sớm cao chạy xa bay bà cứ thế thành công biến hoàng hải thành đình hòa cùng sống và xây dựng hạnh phúc với ông giờ đây bà lừa trên dối dưới tiếp tục đánh lạc hướng để ai cũng nghĩ đình hòa là phi long nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật bà còn gian xảo tới đâu cũng chẳng thể một tay che trời. Đình Hòa dần nhớ lại mọi chuyện. Ông biết rõ ông là ai, ông cần phải làm gì. Nhìn thấy vợ con, thấy bà Nhung, Duy Nam, hơn 20 năm qua, vì cái chết của ông mà chịu nhiều khổ cực, tủi nhục. Ông muốn bù đắp cho họ. Nhìn thấy hai đứa con của mình, Duy Nam, Mỹ Hạnh, trong mối tình oan nghiệt, không khỏi oán trách bản thân. Nhìn thấy sự đáng sợ, máu lạnh của ái phương, ông hiểu ông không thể dung túng cho bà ông sẽ là người kết thúc phán cầu này đình hòa ra đầu thú khai nhận hết sai lầm của mình ông dũng cảm đối diện với bản án của pháp luật cũng như buộc bà phương phải trả giá cho sai lầm của mình đình hòa cũng hiểu rõ những đau khổ sàn vặt của duy nam và bảo ngọc rồi là lúc ông đứng ra tác thành cho con trẻ ông chủ động khuyên can duy nam hãy sống thật với tình cảm của mình ông cũng tìm tới tạ lỗi với bảo ngọc vì liên quan tới cái chết của ba cô. Ông cũng tha thiết mong cô bỏ qua hận thù bước vào thế giới của Duy Nam. Ông cũng tha thiết mong cô bỏ qua hận thù bước vào thế giới của Duy Nam. Giờ mọi việc sáng tỏ, những kẻ hiểm ác như Ái Phương, như Kim Long sẽ phải đền tội. Còn những nạn nhân vô tội có thể ngẩng cao đầu đối diện với đời. Duy Nam chủ động tìm tới gặp bào Ngọc, bốn mắt nhìn nhau. Chẳng cần nói họ cũng đã hiểu đối phương. Anh giang rộng vòng tay, còn cô chạy về phía anh, hít hà mái tóc của cô. Ngọc à, anh yêu em, anh cần em. Còn cô, ngoảnh, còn cô khoảnh khắc đó cũng ngừng trôi. Không... Còn với cô khoảnh khắc đó cũng ngừng trôi, không gian chỉ có hai người. Đã tới lúc chấm dứt chuỗi bi kịch mà thế hệ trước để lại cả hai đều là nạn nhân đều là khao khát tình thân cả hai tự nhủ sẽ bù đắp cho những mất mát thiệt thòi của nhau sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc và rời khỏi trốn phồn hoa đô thị nơi có quá nhiều đau thương duy nam và bảo ngọc đưa bà nhung về quê sống những tháng ngày bình yên thanh thản niềm vui nhân đôi khi bảo ngọc biết mình mang thai rồi thiên thần nhỏ chào đời là kết tinh tình yêu của họ là món quà mà thượng đế ban tặng Đúng là đi qua những ngày mưa mới thấy trân trọng những ngày nắng. Trải qua nhiều sóng gió, tai ương, trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, Duy Nam và Bảo Ngọc đều hiểu, thứ đáng giá nhất chính là gia đình. Họ sẽ cùng nhau trân trọng khoảnh khắc ấy, trân trọng những gì họ đang có. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!